Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ Chúa Nhật thứ 4 mùa vọng hôm nay đã cận kề với lễ Giáng sinh. Chúng ta hướng về Đức Trinh Nữ Maria, người Trinh Nữ sẽ sinh con. Chúng ta hướng về Thánh Giuse là người công chính đã thuận theo thánh ý Chúa. Chúng ta cũng hướng về Thánh Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ cựu ước cuối cùng. Và chúng ta trong tâm tình tạ ơn Chúa, một mùa vọng đã qua cùng với lời cầu tha thiết của giáo hội: trời cao hãy gieo sương xuống và ngàn mây hãy đổ mưa, mưa đấng công bình. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối những lầm lỗi thiếu sót để xứng đáng dâng thánh lễ. Alleluia. Alleluia. Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là cùng anh chị em. Cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần truyền dạy và đón vợ về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta nhờ lời Thánh Kinh để chúng ta nhìn vào ba nhân vật chính là Thánh Giuse, Đức Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả, là những người công chính theo cựu ước. Công chính là đạo đức, là sống thánh thiện, mẫu mực, là người sẵn lòng để tuân giữ lề luật Chúa. Giuse đã không nhận những gì không thuộc về mình, đó là người công chính. Giuse không dám nhận cái bào thai nơi người bạn đời của mình là Đức Maria, thì Giuse
có thể làm hai việc. Trước hết là có thể tố giác Maria vì đã ngoại tình, hoặc là từ bỏ âm thầm, bởi vì Giuse là người công chính, muốn sống sự thật nên đã không tố giác, và cũng toan tính để từ bỏ âm thầm. Maria rất bối rối vì được báo bà sẽ sinh con. Tôi không biết đến người nam, tôi không màng đến việc vợ chồng, tôi không lập gia đình, việc ấy xảy ra thế nào được? Maria đã ước, mong ước được dâng mình cho Chúa ngay từ bé. Maria là người đạo hạnh, là người công chính. Và Gioan Tẩy Giả là một con người sống khắc khổ, tu thân tích đức, dọn đường cho Chúa đến. Gioan nghiêm khắc trong lời nói và trong hành động, không nể vua Ê-rô-đê đã ngoại tình, đã loạn luân, và Gioan đã rao giảng mạnh mẽ cái rìu đã cận kề dưới gốc cây dành cho những người tội lỗi không sám hối, như là cái nia sẵn sàng để rê, để sẩy những người không xứng đáng cho nước trời. Gioan vì lời chứng trong hành động như vậy nên đã ngồi tù. Tuy nhiên, một thử thách cho Gioan là ông đã thất vọng về một hình ảnh đấng cứu thế đang chờ mong. Đáng lẽ Ngài phải nhân từ, đáng lẽ Ngài phải mạnh mẽ, chứ tại sao lại nhân từ đến như vậy? Ngài có phải là đấng cứu thế muôn đời, muôn người đợi trông không? Gioan hồ nghi về Chúa cứu thế, cho nên đang ngồi tù mới cho môn đệ đến hỏi: Ngài có phải là đấng cứu thế không? Thì Chúa nói thế này: các anh cứ về thuật lại cho Gioan là người mù được thấy, kẻ điếc đã được nghe, người nghèo được đón nhận tin mừng. Đó là những hình ảnh của thời cứu thế, và Chúa nói đấng cứu thế đã đến. Thì Gioan đã hiểu, đã biết, đã chấp nhận, đã chấp nhận cái giây phút ngồi tù của mình, và chấp nhận một đấng cứu thế không như lòng mong muốn, quá hiền hậu nhân từ như vậy. Thưa cộng đoàn, vậy thì sự công chính của Thánh Giuse, sự công chính của Đức Trinh Nữ Maria, của Gioan Tẩy Giả là lòng đạo hạnh, là tuân theo lề luật, là ý của Thiên Chúa trên hết, cho đến khi được Thiên Chúa ngỏ lời và mời cộng tác trong việc Chúa Giáng sinh, thì tất cả chương trình và đời sống của Thánh Giuse, của mẹ Maria, của Gioan Tẩy Giả bị đảo lộn hết. Khi các ngài nhận ra thánh ý Chúa, Chúa đã biến đổi sự công chính cựu ước thành công chính thánh thiện của tân ước. Khi Đức Giêsu xuất hiện, Ngài sẽ giáng sinh. Lúc này sự công chính đó là Giuse đón Maria về nhà mình. Lúc này sự công chính là Đức Maria nói lời xin vâng, xin làm cho tôi như lời thiên thần đã nói. Còn Gioan thì sao? Ông bị chết trong tù một cái chết đau thương để hoàn tất cái vai trò tiền hô dọn đường, nhưng chưa thấy ơn cứu độ. Sau này có lần Chúa Giêsu nhắc lại
Người nhỏ nhất trong nước trời cũng lớn hơn Gioan. Nghĩa là so sánh ơn cứu độ và nước trời Chúa Giêsu lập ra lúc này bây giờ dành cho những con người tham dự vào nước trời còn có ý nghĩa và quan trọng hơn, lớn hơn Gioan nữa. Thưa cộng đoàn, biến cố Chúa Giáng sinh đã cận kề. Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse đã trở nên con người mới, sự công chính mới trong thế giới mới, trong nước trời, ngay trong trần gian này khi Đức Kitô Giáng sinh. Một thế giới của tình yêu và ơn cứu độ được mặc khải, mở ra một nhân loại mới, một sự công chính mới, khi như Đức Mẹ và Thánh Giuse đã đón nhận hài nhi Giêsu như đấng cứu độ, là tình yêu và lòng thương xót nhân hậu của Thiên Chúa được bày tỏ trong biến cố Giáng sinh, được thể hiện nơi con người Chúa Giêsu. Và các ngài đã sẵn sàng dâng cả cuộc đời để đi theo một sứ mệnh mới cùng với Đức Kitô, để người vào đời và ngài đem tình yêu và ơn cứu độ cho nhân loại. Vậy Chúa Giêsu đã giáng sinh, thế nhưng hôm nay vẫn còn một nhân loại tội lỗi, vẫn còn một nhân loại như là một nhân loại thời cựu ước và bây giờ, vẫn còn có người tốt và kẻ xấu, vẫn còn có lúa tốt và cỏ lùng, vẫn có một Sao-lô, nhưng vì Đức Kitô đã trở thành một Phao-lô, vẫn còn một Maria Magdala, một gái điếm nổi tiếng trong thành phố, vì Đức Kitô đã trở thành vị thánh nhân là tông đồ thứ hai của việc truyền giáo. Vẫn còn có những sinh viên đa đoan, sa đọa như Augustino ngày nào, nhưng bây giờ biết bao người đã trở nên một Augustino hay một giám mục Augustino thánh thiện vì Đức Kitô đã giáng sinh. Một Ignacio cũng vậy, trở thành một thánh nhân. Rồi cuối cùng biết bao nhiêu những con người đáng lẽ phải hư đi, như một người trộm lành, cuối cùng ở bên thánh giá Chúa Giêsu, khi nhìn vào Đức Giêsu, khi nhìn vào đây là con người thể hiện tình yêu của Thiên Chúa và đem lại ơn cứu độ, thì người trộm tội lỗi này trở nên người được cứu độ. Thì nhân loại ngày hôm nay cũng vậy, nhưng một nhân loại đã đón nhận đấng Emmanuel, một nhân loại đã được hoán cải, đã được loan báo, đã được mời gọi để khi nhìn vào hài nhi Giêsu là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.